Bữa đó có người vô comment nói vậy, chị có vô coi không, người ta nói gì nè, dẹp ra luôn. Nản không ấy, người ta nói vậy nè, dẹp luôn cái tụi Hòa Hảo là đời hết tới một cái còn không dám, nó không có bình luận lại nữa. Thì ai làm đấy thử. À, bởi vì em thường thường em cũng lên clip em nói gì nè, à, bà con cô bác ơi, cô cháu chị khuyên cô bác niệm Phật thôi, tận hưởng màn này thôi chứ không có kêu cô bác làm gì hết á. Nhưng mà người ta cũng ghét, người ta bình luận gì. Mình kêu người ta tu hành, nhưng mà kêu tu hành của nó là mình tu, mình vừa niệm Phật, mình thay sửa, ví dụ như những người ta, cái căn người ta có chút xíu à. Dạ. Cái đầu người ta suy nghĩ chút xíu, người ta kêu là tu là lập tay niệm Phật thôi, trời ơi, để cho ta niệm Phật đi. Dạ, dạ. Cũng như mình có căn duyên á chị, nếu mà nói ra thì sẽ nằm cho đầu mình hết, còn cái người mà chưa có đủ duyên á chị, nói người ta sẽ nói này nói kia, mình từ từ người ta không ấy gì chị ơi. Ví dụ như bây giờ mình đổ nè, mình đi đổ vậy nè, đổ lớp một thì đúng không? Dạ, đúng rồi. Tu mà có tu mà không có sửa cũng như không, cũng như vô minh. Ví dụ như những người ta không có biết Phật pháp thì sẽ đi tu. Dạ. Ta sẽ chết, ta đâu tại vì niệm Phật cũng là có phước rồi. Dạ. Tại ta không hiểu tới cái sâu xa gì đó thì mình đang là hai chồng đi lên nhà cô cháu đi cầm mắm, nhưng mà vô nhiều comment cũng mắc cười lắm, mà em cười không à, kệ. Bây giờ lúc này á chỉ là làm nên cho người ta tu thôi, còn ai làm gì làm cỡ người ta. Ừ. Ừ. Mình làm hết sao chị đây. Xem lại ra chị vậy đó. Ờ đúng rồi. Quá khối gì tao. Khối quá khối. Dạ. Dạ. Khối quay không được hả? Đâu có đâu, bình thường. Em đó mấy chị đó. Một cũng như lập 10 con em chích ra 2 hoặc là 3 con. Xào lát rồi nó cũng sẽ khắc khô rồi. Dạ. Cái này mình xào con chảo nữa mà. Không có con chảo bộ mà. Người chảo này. Nó lưng rồi ta đổ vô. À, nào nó khô lại luôn hả? Dạ. Nó khắc khô văn luôn. Hoặc còn xuống Huế làm quan. Em là em nghĩ nhiều đó. Dạ. Đợt này bà con nào à? Dạ. Chị yêu con mình lựa. Em mới ngay đăng clip nào lên em cũng vô em coi bình luận cho nó, mà cả bình luận gì bình luận cái người ta. Chị nói rất là hay, nhưng mà cũng có ngày chắc chị em mình gặp nhau. Nói rất hay. Rồi hay đẹp không? Chị cũng có là cái gì lớp vậy nè, bởi hiểu sâu hơn ghê.
chỉ tiết kiệm cho bản thân mình thôi nha, chứ ngoài ra mình nói làm thì thiện là nó làm nha, tiết kiệm bản thân lắm mình đóng. Em này nó ngay ngồng nói chuyện với cô Tám hay là nước mắt muốn chảy ròng ròng, nhưng mà nói về mấy ông lão tình bói là mình nhớ lại kiếp của mình vậy. Đúng rồi chị, thầy nói ta khùng mà chẳng có cơn, cũng chẳng có tánh là giận hờn bá gia, còn mình khùng còn có cơn, có khi mình chửi thấy bà luôn. Tham gia rồi chị ơi, chị lo cho em Út vậy thì em cảm ơn, mà chắc không đến lỗi đâu chị ơi, tại vì đúng rồi, tại vì em tính là gai góc nổi nhóc. Bởi vì em biết là làm từ thiện này là nó là con dao hai lưỡi đó chị. Đúng rồi. Bởi vì em thấy là khi mà có khi này em cho cái điện thoại lên trên cái ấy không, tại cô Tám kêu làm thật sự cho nên em mới làm. Chứ không phải là chứ không phải là em chạy theo cái danh lợi đâu. Không có lý cơ siêu của thầy hả? Ừ. Uống cầm phải sữa đi, xào cho. Thôi để xào sữa. Ôi, đi uống đi. Uống nước. Ta thấy cũng như Phật thấy mà. Thấy giả coi đi. Ta thấy cũng như Phật thấy, ta nghe cũng như Phật nghe, tánh ta thông cũng như Phật thông. Đúng rồi, có nghĩa là của cho đi không nhận lại. Rồi lấy tiền gửi cho cô Tám đi em. Lớn hơn nữa. Lớn hơn nữa. Đúng rồi. Dễ gì một gai cô Tám ơi, chị ơi. Dạ, ai gửi nhiều. Chị này nè, chị đang điện nè.
gửi 3 triệu đặng làm đặng hưởng về kiếm mới vốn về chứ vậy, vậy xuống đây kiếm người mà không làm gửi ba triệu mà cho con tiền xăng 1 triệu rồi con sẽ con lấy làm từ thiện chuyện khác. Rồi tám cũng cho người ta nữa làm từ thiện, không dùng đẩy đó đẩy đó rồi, đẩy cảm ơn nữa có cho nữa nhặt mùng vô. Rồi cảm ơn. Không mua không dám gặp cô đó đã khóc. Cũng như mấy người con nhỏ đó ngày qua qua đó khóc hả, gặp khóc dưng dưng nước mắt cho con nằm bao thấy cô thấy người thượng cổ cổ cũng thấy đó. Thấy tắm vậy cho nhiều người thấy tắm bận hôm cái bà Đức Mỹ chuyện về là thăm thăm hậu dạ. Bà chị đó về không, bà khác bà Đức Mỹ nữa, bà Đức Mỹ quá nhiều nước Mỹ nhiều người quá biết ai rồi cái bà Đức Mỹ quen sông hậu nè, quen sông hậu hả, hỏi dòng thuốc vụ đó hỏi vụ theo con đó hỏi tám rồi ta nói là thì cho gì cho đi. Anh chỉ nói thôi chứ chưa có tự chỉ là suy nghĩ của ảnh thôi chứ chưa có ấy giờ chưa chị anh mới suy nghĩ là để nó lên hỏi tám coi được không, rồi người ta có hùng tiền á rồi thì anh mua anh cho chứ nhưng mà cũng là nói là cô tám cho chứ không phải là nói ảnh cho, tại vì người ta hùng nhưng mà có ai hùng thì làm gì đó. Con với bà chuyện của con đó là như hết rồi nhưng mà có để mà giống như là có cái đến cô tác như là cũng rất tốt chứ không phải là không cũng gọi giờ điện về cũng không hỏi tám mà mình nói mình độ người ta đâu có chịu đâu có được không được mình đâu phải gì trên tiếng mà mình độ người ta đâu có nghe đâu đó là tám nói có phải không, không nghe đâu con dứt khoát không nghe mà nói tới tám là ta sợ nói à, sợ cũng đừng sợ chứ sợ chứ không nghe cái gì sợ chứ không nghe chừng nào bay ra đó mà thôi tàu ơi không có căng rồi mà mày nói gì mệt quá không có căng rồi hai mới qua hôm qua hôm nay chứ hôm qua nữa đâu nó không không bữa nay cũng mẫu vậy bà không có qua nữa hôm nay nào nhớ nó mới qua bạn phải nhớ tao có qua chạy qua đây không nó nói tôi vắng bà 2-3 bữa là nhớ rồi không biết hôm qua có điện không biết tại số của cổ con không có lưu quá chắc có mà không giờ chở thằng ấy xuống chút nó lưng rồi tao đẩy dùng chặt nữa là rồi xào mắm được có xào khớp được có cà phê uống luôn bà chủ thì tốt quá mời bao nữa nghe mỏi tay hả có để chứ sao giống người xưa chứ gì trời giống như người xưa không mà kiếm được giờ bớt thôi mẹ con nói gì nè
bà tám bà đẹp lắm đó mày. Cái gì có xấu mà nào. Dạ này cô tám đẹp lắm đó. Nhỏ ngày qua nó nói con giờ bà á là nhiều khách đó, bà Sa bà Tám ừ. Nó có thằng hồ bây giờ nó biết nó con làm giờ bà nhiều khách. Mấy gần em con ở nhà nó mặn á. Tao nói với mày nha, hình như mà tao nghe mày nói cái vụ mà bà luận nói này nó kia tao tao buồn nè. Chị đó đó, chị đó giờ đó đang nói đó, sợ như vợ chồng con nhãn là không quay cô tắm đó, chị đang nói đó. Đưa đi. Cái đó anh nóng quá này nóng quá. Nó không quay cô tắm nha. Sợ như nó bằng lận á, rồi chán nản tăng ti lên á. Ôi bây giờ mày giờ thí dụ cho tin. Không để tao đây. Thôi. Sợ mình nóng lên cái mắt cái lòng từ bi của mình chỉ kêu nhẫn nhẫn. Ơi nữa tao mặn cho hai chồng bạn tí khô nữa kìa. Đây. Bởi thầy đấy nhẫn nhẫn. Nhẫn nhẫn trăm phần dầu khó nhẫn đó. Thầy thiệu thứ nhất thầy thiên nên nhớ lòng trung kiên thở còn nêu dù ai nặng nhẹ trăm đều quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Tao buồn mấy bạn ơi. Buồn vậy. Thử thách đang gây trong đó đó, nếu ngã lòng công khó tiêu tan, việc khi gỡ trần gian một điều quẩn quật chứ mang vào lòng đầu cưng thôi. Con nói là con kêu ngay mặt tám chữ mà tám còn kêu bộ cái gì là con đọc người đều cũng tu với thầy không à. Nè nó sắc sắc đợt này đã tao đổ vô cái nữa là hết trơn. Nó chịu nóng chảo lên nó mau. Mau lắm. Nào giấc nào đâu cái này ra bắt cái nồi cho nào bắt là nãy giờ mình xây á chắc cũng mới để lên thì em thấy nãy cũng còn tư tư hết đó. Cái này mới cho đợt này quý vị nào có ăn mắm thì cầm em trực tiếp thì cho số điện thoại thì... chỉ rồi ở đầu mình gửi cho. Cái này là mắm tìm người hữu duyên. Được rồi mình cũng mới học mình mới gửi được. Gửi. Bên này đi nè. Tính đi về hả? Vậy chứ nó không có chi. Trời ơi, xuống có rồi vậy ha, xin chào ha. Chị ơi, xin chào ha. Đang xào khóm. Thôi,
nói gì vậy? Đang làm khóm mà kêu đi vô nhà sao làm? Lên nào, nào cô với chú lên nào? Nó lên nãy giờ. Cả nửa tiếng, một tiếng vậy. Coi mấy cái đường ấy từ quá trời, từ. Từ gì đó? Bạn đồ mới mà tám mắt khen cũng kỳ quá. Tám mắt khen. Tại vì ở ngoài người ta vô rồi ta trông ra cho gặp một thân mẫu nữa. Ừ. Thì dán con gấp đi. Nói vậy đi ha. Cái thân mẫu ha, cái này cái mặt đổi luôn, cô Tám thấy không? Cái mặt bầu luôn hay gan cái ông cụ lão nữa. Cái mặt bầu tròn nhìn luôn. Cú luôn. Cú luôn. Cái này đúng. Thôi, nghỉ mệt đi, sợ chó mà. Nó làm bình thường. Đó chứ chị hai. À. Em có em là có em cũng còn nó xíu à. Nhưng mà em phải làm từ thiện cái đầu kỹ lên nấu. Hay tôi bữa vậy nè. Em hỏi cho chồng nói chuyện với bả đi. Thôi, thôi chơi mẹ. Chơi đi chơi. À. Làm mà đi nói chuyện, nói chuyện gì? Ừ, tám làm mà. Nói gì đâu nói. Ơi, chút nữa nửa mặn rồi đã lòng chưa chưa là mặn rồi rồi chưa chưa mình bật lên về. Chỉ còn không chị ba? À, còn. Còn ít thêm chứ đâu có nhiều đâu. Nó nghe nè, gạch thèm á, thèm kho á. Ngày qua kho một nồi mắm xong rồi ăn với bún á. Để ngoài chú nó ngon. Ngon thôi. Ngon thôi. Thôi bà Tám, bà Tám. Cô Tám, cô. Hai bà không uống cà phê uống trà được. Trời ơi, chúng ta chè nước. Dễ gì, dễ gì. Bởi vậy thật tự nhá. Má đi là để cho đi quên. Quên. Thương lắm hả? Nói chung là lâu dữ lắm rồi không có coi mày kia coi chỉ là coi cái duyên tôi nhắc cho mình coi đạo không à. Hồi đó giờ thì coi mình sư Minh Niệm nha. Rồi thi sư Thích Nhất Quảng. Ê, cái đó là đức rồi. Tại bây giờ là mấy đứa con nó bán chanh nó đồ. Thôi đâu con. Cảm ơn cô Tám. À, nhỏ này vợ của Lĩnh. Nhiều người bán gạo đâu cũng biết lắm tại người ta lợi người ta mua mấy bao á. Rồi là giờ dạ, bán mấy 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 bao hả? Mấy bao hả? Bán mấy mấy bao sữa máy, thằng em nó sữa máy bán mấy mai nữa. Ừ. Nó nói sao bầu em với cái bà bán chanh chỉnh bà Tám. Cái bữa đó ghé đây xin tôi 20 quầy xin cho ai đóng chỉnh khổ. Nói tôi đi kiếm bà cô Tám. Nói bà mấy mai đi kiếm cô Tám. Nói bà mấy mai bà kiếm tôi chứ tôi có biết bà đâu. Ờ à, đúng rồi. Đâu biết đâu. Ừ. Tại bây giờ thì mấy đứa lớn nó bán đồ thêm đồ này kia chứ mỗi lần mà hồi cấp mà ổng mắc rồi lâu cỡ 5-6 năm á, mà đi Tân Châu mà hỏi cái bà nào bán máy mai mà chồng chết là ai cũng biết hết. Ừ. Nói vậy đó danh tiếng là bà máy mai chồng chết luôn. Bởi mấy nhiều người ta đi dễ kiếm lắm. Đó nói ủa sao bà biết bà đó bà Tám nên tự cô có biết phải không? Bà đi kiếm tôi. Cái người bán mấy mai đó đi kiếm tôi. Nhưng cô Tám, tôi cũng đi kiếm cô Tám mà. Khó quá rồi, không thấy được. Khó, bà không thấy được. Thôi tiện hả? Sao đợt dịch đó chị? Ờ, đợt dịch đó biết sao không? Hên chỗ tôi á, được cho đi á, đi chợ tôi phải mua, tôi gỡ đi phố. Tôi gỡ cũng, mình nói thì nói, thôi cũng gỡ nha. Như mấy con mấy thằng em á chị, đi nhỏ cải á, mua cải trắng, rồi mua này kia gỡ ra cho bà con. Đúng rồi. Gì cũng cho nữa. Nói chung mình có gì mình chút chút để vô. Alo. Làm, alo. Làm cho anh chị hai, làm cho cô Phước làm. Dạ cô. Chị cũng thận viên với hai chồng em á. Vậy hả? Ừ. Cũng mừng lắm. Hiện đó. Cô Phước đi ra ngoài để chút điện thoại cho. Thôi để chị làm chút. Ừ. Nói nè. Dạ. Dạ. Trong cuốn kinh nào nói bạn hiền lòng tu là sao đó? Cầu mong cho gặp được bạn hiền lòng tu. Hôm đó thì em không có cũng ngồi
là mà cô tám chừng nào đi lên ghé nhà trong lúc nhà rẻ hơn nào mà cô gì với bả đi rồi ha. Rồi trước là mời cô tám trong lúc nhà với con với chú này với nhà dọn đồ cho bác được lắm. Cái thương mà đi gì nè ta kiếm không có thì ngày mai ta lại ta mua. Ơi ơi thửa về cho thầy về thầy ta mới được à cho nữa ha. Rồi nó gì nào bà tám cho nó xài bác cũng không có nhắc nè. Thì cái đó thì du lịch mà không phải du lịch đâu, người ta cũng nói là cái chỗ đó không phải du lịch. Không lẽ bà đi tòa thánh rồi sao? Nói thật luôn, tôi đi luôn đó tám. Tôi đi tôi ngủ ngoài ra, bà biết mấy đêm đó, 2 đêm hay 3 đêm gì đó. Ông Năm Khứ, ông bên câu đài, câu đài Tây Ninh đó, vũ tôi đi ngoài chơi, bà tôi nói anh không. Hồi đó đi đó, đi mấy ngày chứ đi với cái thằng nhỏ rồi, đó. Chuyến này à, đi ra. Đi á. Chuyến này chị chuyến này ở ngoài Tây Ninh vô nguyên xe nè. Đúng rồi. Nghe có nghe hết trơn, nghe mấy cái clip đó trơn, nghe mấy cái clip là mắt nghe hoài. Bả nói mới vô tới nè. Ừ. Bữa đó can vô lên sông Hậu. Thì tùy duyên. Thì duyên chứ đâu có hứa mắc lời hứa cho được. Đúng rồi ha. Vậy đi. Mà bữa nay đâu quay được. Mình quay được hả? Bữa nay đâu có cho nữa. Đâu cần. Ngày mà. Làm ơi đâu mặn khô tương cho mày nè. Ăn hết chắc tròn lụi đi, nổ luôn. Cái gì? Mới nhím lửa rồi nó khói hụt hụt hết rồi, để tới là than không. À cái này nó chín cái nó tóp lại cái xào với ẹt à. Cái này là
khô rồi là có 10 ký, mười mấy ký rồi, cái kia 25 ký đường bột ngọt nữa là chạy ra là 17, 18 ký rồi, lúc nào vô ăn 8 ký nữa đó cho xâm hậu. Cái đó mình vô gọi là 6 mấy ký đó. 61 ký. Thành tỉnh đó. Này là chút là chín rồi đó. Làm sớm hơn nữa là nữa nói chuyện đi coi nó có lậu lộn nhà với nhau rồi đầu cái. Mấy thằng kia nó quay mà tôi với tôi còn nhức đầu. Không, bắt chỗ này nè. Diện đồng đạo tới lỡ rồi phải cho rồi sao thôi chứ sao phải. Cho người nào ở xa cho nhiều. Tôi nói nè, tôi có bánh tét nhưng trống mà ăn đã luôn. Nhưng trắng nhưng sống mà nhưng tôm á. Mẹ nghe cô nói à, gói bánh tét mà gói thắng bụng con mà chắc ngon dữ béo dữ. Ừ, bụng con rồi biết không, có 17 lít nếp mà 17 16 ký nếp mà tôi gói tới 25 trái dừa. Thôi hết hồn luôn. Béo dữ. 25 trái dừa là nhiều lắm mấy người. Tao nói mẹ hình như mày ăn vô nếp đã luôn ngon. Đợt này đấm dỗ lên mới được, thấy chị hai lên ăn mình xin bánh tét mới được thấy chứ. Đúng rồi. Lên ăn xin bánh tét vậy ăn. Tào ngô bánh tét mày đem gì chứ, nếu mày không cho chị em mày sao dòng họ mày người ta không khen đứt lỏ người ta mới sợ. Hỏi bà hỏi thằng hậu ăn, khám thằng hậu. Những ngọt ăn nhất nách luôn. Tôi xuống bị trễ. Ý xuống trễ. Trước hả? Trước hay sao ta? Tại sao có phải bà xong hậu không đem về bà xong hậu? Cấp đó hết rồi. Còn có ông Thanh à. Giờ viên hết rồi cưng. Còn có một thanh nè. Phải nó lên nó không dám sớm tao cho đem về. Thôi có phận cần gì lo. Không, đây tới là thân chính tôi gói nhiều. Gói nồi bánh tét chắc 3 triệu mấy. Trăm mấy chục lần. Đánh dỗ là cúng ai cô ta? Cúng ông nội chồng. Mà the đó gì bên gốc đằng binh Linh với lúc. Bởi chị em không tin người nọ lấy đau lắm lắm. Chồng của ừ, Linh không tin đau lớp đánh chị hai ba bả đau, thật chết 3 lần. Bả nói năm nay bả về, nói chị đau mấy lần là đặng thêm biết chối kêu em đồ da thấy mặt đặng bả chết nó như ở đâu ở ngoài Đồng Nai á, tôi kêu ông Bi đi ngoài đi, bả không có chết đâu, 3 lần luôn. Đặng này tính về ha. Về bả nói chuyện này năm nay chị hết thì về, mỏng là bả là em mỏng.